Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay có một tin vui. Mai Phong Bố Đạt ở bên Nhật cũng đã về. Nó sẽ ra như thế này thôi. Nó về ngày buổi chiều ngày hôm nay. Thật sự là mừng hết sạch. Đây, nó chỉ là cái loa giống như của MC diễn viên cho các bạn hữu. Cái túi khá là chân lì. Tộc Quy Bồ, chắc là của bọn Tàu Khựa thôi. Này. Trong thì cũng không có gì, có một cái rắc. Và mấy cái. Cái này giống của bọn diễn viên, MC. Ai chả, chả thiếu mấy. Khá là dài để phục vụ test luôn. Không biết là cái âm lượng nó như thế nào, có gì để xa xa nhấp rồi phục vụ sẽ chỉnh lại. Ok, bắt đầu được ta tạm thôi. Alo alo, Phong Bố nói, đồng bào có nghe rõ không? Ê, gì nữa ta? À, đúng rồi. Hôm nay, chuyện hôm nay. Thứ nhất là chuyện về cái mic Phong Bố muốn bảo với các chủ vị. Có lẽ sắp tới, chuyện sẽ được đặt ổn định hơn. Và chuyện thứ hai, Phong Bố hiện đang có một cái vấn đề suy tư trong lòng. Đó là hiện đang có hai bộ truyện Phong Bố đang thắc mắc có nên đọc cho thời gian tới, nhưng cô đang phân vân không biết là bộ nào. Thứ nhất là bộ Thiên Đạo Đổ Thừa Quán. Bộ này của lão tắc Hoành Tạc Thiên Nhai về xuyên không huyền huyễn. Những người trước đây từng nghe Phong Bố đọc thì chắc là cũng đã từng nghe qua rồi. Bộ truyện này cũng khá là hay, khá là hay. Còn bộ truyện thứ hai là bộ truyện Kiếm Động Cửu Thiên, hay còn được các đạo hữu khác đặt cho một cái tên khác là Kiếm Trịch Cửu Thiên. Phong Bố nghe nói trong bộ Kiếm Trịch Cửu Thiên thì cũng có cảnh sắc giống như là bộ Mật Thám Phỏng Vân, nên hiện tại bộ Kiếm Trịch Cửu Thiên đấy thì thực ra nó cũng chỉ một chút chút hay. Thực ra nó thiên về tu luyện tu đạo là chính, nên hiện tại Phong Bố rất cần ý kiến của các chư vị. Và cuộc sống của Phong Bố bên này thì nó cũng vậy thôi. Đây, trong cái này thì trông có vẻ ngầu đấy, trông giống mấy anh hùng võ hiệp lắm đấy. Nhưng mà thực ra thì kiểu như tay trái của Phong Bố nó đau nên là dính cái củ chuối này vào, trông thì cũng ngầu đấy. Và cuối cùng, ngay sau đây, mời chư vị cùng tới với trailer mở màn chuyện của audio truyện Tiền Hiệp.